Em Huyền đang nằm nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng trên một không gian của một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này. Có kinh doanh thêm một dịch vụ, đó là dịch vụ bơi lội cho các em nhỏ cũng như là người lớn. Hay là mình thích bơi lội thì mình sẽ đến không gian này. Vâng, cả nhà ơi, mình hãy cùng nhau giải cứu cho chủ nhà của khuôn viên căn biệt thự này. Chủ nhà của căn biệt thự này cũng đầu tư rất là nhiều đất tại những cái khu vực vùng tỉnh len ven lân cận. Nhưng mà do làm ăn và những cái yếu tố không thuận lợi, không thể nào ra được những bất động sản đó, nên là bây giờ chỉ còn một cái tài sản này. Đó là khu vực này, tài sản duy nhất mình còn một chút hy vọng để bán đi, cứu vớt lại những bất động sản kia cũng như là nguồn tiền đóng lãi ngân hàng. Nên là gia chủ đã quyết định bán đi cái khuôn viên 2.245m2 tại khu vực An Thạnh, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngày hôm nay mình hãy cùng khám phá với em Huyền, nếu mà cảm thấy khuôn viên của căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng có kinh doanh khu vực hồ bơi này phù hợp với mình thì hãy nhấc máy gọi ngay với em Huyền. Bây giờ mình cùng em Huyền khám phá một vài tiện ích cũng như là diện tích của căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này ha. Căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng của nhà mình ngày hôm nay có diện tích bề ngang lên tới 45m, chiều dài lên tới 47 và có nở hậu 60m, 2.245m2 và đã phun thổ cư rồi. Cả nhà có thấy thích không ạ? Phun thổ cư, diện tích vô cùng đẹp và hoành tráng luôn. Cây xanh được bao phủ xung quanh khu vực biệt thự vườn nghỉ dưỡng của nhà mình ha. Về những ngày cuối tuần mình có thể là nghỉ dưỡng trên không gian này. Vừa có khu vực cà phê, vừa có khu vực bơi lội kinh doanh trên không gian này ha. Có hai hồ, hồ dành cho người lớn và hồ dành cho trẻ em. Cả nhà có thể thấy là tổng thể khu vực xung quanh của nhà mình 2.245m2. Và có một mức giá là 40 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà với hướng Đông Bắc. Chủ nhà thật sự là đang rất là ngộp, thật sự rất muốn bán đi khuôn viên này để cứu vớt những tài sản kia và đóng lãi ngân hàng. Nếu mà không đóng nổi thì cũng bị ngân hàng thanh lý rất là nhiều tài sản. Nên là khách ơi, mình hãy cố gắng giải cứu chủ nhà cho không gian của căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng với một diện tích vô cùng khủng này ha, hơn 2.000m. Wow, phải nói là mình vừa nghỉ dưỡng vừa có một chiếc view cà phê, mình giống như gia chủ cũ cũng đang kinh doanh này. Nhưng mà thêm nghĩ là mình về mình có thể là cải tạo thêm cho nhiều đèn hơn, sáng hơn và thêm một vài điểm nhấn họa tiết như cũng như là hoa xung quanh nhà mình, thì em đảm bảo là cái khu vực này toàn sẽ sáng nhất trong cái khu vực phường An Thạnh này ha. Nhà có thể thấy là cây xanh bao phủ khắp biệt thự của mình, có những cái cây cao vua này, hàng chục cây luôn. Chỉ những nơi nào mà có đất rộng thì mình mới có thể là trồng được những cây cao vua to như này ha. Để nói chung là để xây dựng một căn nhà cũng như là khu vực hồ bơi ở trên không gian đất này thì gia chủ mình cũng bỏ ra rất là nhiều tâm huyết. Gia chủ nghĩ là vừa nghỉ dưỡng trên không gian này và vừa tăng thêm thu nhập, đó là kinh doanh thêm hồ bơi, một lối suy nghĩ rất là chắc chắn và an toàn. Nhưng mà cũng thật sự là do làm ăn và những cái yếu tố không may mắn nên là đã phải quyết định bán đi cái khu vực nghỉ dưỡng cũng như là khu biệt thự của nhà mình ha. 40 tỷ còn thương lượng cho không gian của một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này. Khách hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em Huyền khi mình cảm thấy là căn biệt thự này phù hợp với mình ha. Tổng thể mình có hai hồ. Đây là hồ dành cho người lớn và những bạn mà biết bơi giỏi thì mình sẽ ở trên không gian hồ này, và có cả hồ bơi nhỏ ở trên không gian phía sau. Tổng thể một không gian cả nhà đã nhìn qua với em Huyền rồi ha, 2.245m2, phun thổ cư và có hướng Đông Bắc ngay tại phường An Thạnh. Từ đây mình di chuyển ra khu vực ngã tư Hòa Lân cũng như là quốc lộ 13 đại lộ Bình Dương chỉ có mất hơn 1 km thôi. Muốn về trung tâm Sài Gòn chỉ 18 km. Khi mà khách muốn xem trực tiếp vị trí không gian của căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này thì hãy nhấc máy gọi ngay với em Huyền và mình có thể hẹn nhau là ngay khu vực ngã tư Hòa Lân. Em sẽ dẫn mình đi vào trực tiếp không gian của căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này ha. Và cả nhà có biết sát bên nhà mình này, đây là trường Đại học Trần Đại Nghĩa này, trường Trần Đại Nghĩa sát bên nhà mình ha, rất là rộng luôn. Từ đây mình di chuyển ra những khu vực xung quanh cũng như là chợ Búng chỉ 3 cây thôi, ngay chợ Búng và nhà thờ chợ Búng rất là gần ha.
ngã tư Đất Thánh. Em nhắc tới ngã tư Đất Thánh thì mình cũng là tưởng tượng ra là cái khu vực khuôn viên, vị trí đất của nhà mình nằm trên khu vực nào rồi ha, một khu vực vị trí giao thông đi lại thuận tiện rất là VIP, và con đường lối dẫn vào nhà mình lên tới có quyết định làm đường là lên tới 20m, và con đường hiện tại thì bây giờ là đang 10m. Không gian phía bên trong ở đây của mình là nở hậu lên tới 60m ha, cái mức ranh giới này. Cả nhà có thể thấy là cái không gian sát bên nhà mình cũng toàn là những căn biệt thự lớn thôi ha. Khi mà khách coi vị trí trực tiếp của không gian căn nhà này thì em đảm bảo một điều là wow, không gian đẹp, vị trí đẹp và mức giá cũng rất là tuyệt vời. Vừa ở vừa có thể kinh doanh thêm không, vừa ở vừa có thể là kinh doanh thêm dịch vụ bơi lội, cũng như là mình mỗi buổi sáng mình thức dậy làm một ly cà phê, một tách cà phê, nhìn ngắm không gian các em nhỏ cũng như là mọi người bơi lội trên không gian này thì quá là tuyệt vời luôn. Không gian của mình sẽ được ngăn cách làm hai bên, một khu vực hồ bơi và bên trong là một khu vực để mình sinh sống cũng như là có những quán cà phê. Bây giờ mình hãy ra bên ngoài để mình khám phá khu vực phía bên ngoài biệt thự vườn nghỉ dưỡng này với em nhé. Vâng, mình đã di chuyển ra không gian bên hướng bên cà phê và một khu vực khu nhà mình để ở ha. Đó, giống gia chủ cũ mình cũng đang kinh doanh là cái không gian này dành cho khu vực cà phê. Mình ngắm ra chiếc view hồ bơi này. Ở không gian này mình thiết kế thêm một vài khu vực tiểu cảnh để tạo nên cái điểm nhấn bắt mắt hơn cho khu vực hồ bơi của nhà mình ha. Có khu nhà mát này. Không gian phía bên đây mình có khu nhà nghỉ dưỡng cũng như là cái căn tin để bán đồ ăn thức uống cho các bạn trên không gian hồ bơi. Không gian phía trước, khoảng sân phía trước này mình có thể là di chuyển xe hơi vào và xe gắn máy giống như gia chủ mình cũng đang thiết kế ha. Một vài điểm nhấn, một vài họa tiết cũng như là mình bỏ thêm một phần tiền nho nhỏ mình tạo điểm nhấn cho cái lối đi vào này thêm bắt mắt hơn. Và không gian cả nhà có thể thấy tổng thể từ phía ngoài cổng này nhìn vào bên trong là mình thấy cái khuôn viên của nhà mình rất là bình yên và cây xanh bố trí hài hòa hợp lý. Mình đã di chuyển ra không gian phía bên ngoài của căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này rồi, và con đường trước mặt nhà mình hiện tại là con đường này bây giờ là đang 10m nhưng mà có quyết định làm đường mở to và rộng lên tới 20m ha. Cả nhà có thể thấy là cái không gian phía bên ngoài này, mặt tiền phía bên ngoài, cây xanh được bao phủ và bố trí rất là bắt mắt hài hòa. Và cái mức ranh giới của nhà mình từ chiếc xe hơi này, chiếc xe ô tô này chạy dài lên tới bức tường bên kia đều. Thật sự là gia chủ nhà mình bây giờ quá là ngộp rồi, muốn giải quyết những vấn đề về thanh khoản ngân hàng nên là bán đi cái khuôn viên này, chứ gia chủ cũng rất là tiếc khi mà gia chủ mua được khuôn viên này thì cũng nghĩ là chỉ để ăn dưỡng và có khu vực sân vườn rồi khu vực hồ bơi, vừa có vừa nghỉ ngơi vừa ăn dưỡng vừa có thu nhập cho gia đình nên là cũng không muốn bán đâu. Nhưng mà thật sự là hiện tại đến bây giờ không thể nào gồng gánh được nữa, và những bất động sản kia nằm im không ra được nên là đành quyết định đi bán đi. Đây là tài sản duy nhất và hy vọng nhất của gia chủ đến giờ phút này có thể là bán để cứu vãn những bất động sản kia. Nên là khách ơi, 40 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Nếu mà mình cảm thấy khuôn viên này phù hợp ngay tại phường An Thạnh, Thuận An, tỉnh Bình Dương thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em Huyền ha. Alo là em Huyền có mặt. 40 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em Huyền. Xin chào và hẹn gặp lại.